Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với anh Khả lần nữa nè mày. Ngày hôm nay là Khả sẽ anh tiếp tục event câu chúc tài lộc, chúc mừng xuân 2024 của ad này cho anh em xem cho vui nha. Được Khải tìm ít điểm tiềm năng để Khải đọc ad chính rồi nè mày. Còn cái này Khải phụ nè. Ôi sao dính như thế này à? Khải lên hoa sơn cạnh kia trường rồi cho đẹp nè mày. Khải là thích anh event tại chỗ đó. Để Khải cài auto cho anh nhắn lẹ nè mày. Anh miền Tây mệt lắm. Thôi đợi hay là kích anh miền Tây, cứ miền Tây hơi lâu nè mày. Cứ miền Tây đi. Miền Tây cho nó vui đi. Rồi, trước khi anh có cái mặt nạ này, mang cái mặt nạ bán vô ngay. Đó, 5%. Cho. Khui. Đó. Thì băng hội sư đờ hộp lĩnh vật năm mới. Thì cá nhân tiểu tịch 120. Ra gì à? Tại giờ cái này á, đặt súng phía dưới này không được anh em ơi. Chứ đặt súng phía 1 là Khải sẽ đặt súng phía 1 mở cho nó lẹ anh em ơi. Hiện tại bây giờ là vãi đạn thì phải kích vào chuột rồi anh em ơi. Mới ăn được event vãi đạn chưa. Đó. Phải ngồi kích chuột nè. Hơn 100 cái à. Của Diên Tiểu. Hôm trước ăn ngày chính thì lỗ 4 kim. Mấy ngày này lời lỗ rồi. Lỗ 3 kim máy chứ. Ngày chính lỗ 3 kim máy. Biết trời đâu mà. Khui hào nè mày. May mắn năm bỏ lại. À có cục thiền sơn này, tăng thêm độ may mắn nè. Ui. Tiếc là hám. Tinh hồng. May mắn event một lần bài bot tiền thổ lộ 300 cái à. Anh em đang xem thì đừng quên đó lại cho lần anh yêu mình này cũng Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi. Một mảnh thật lâu thật anh. Ok tiền thổ lộ. Ui tiềm năng nào, mình đang cần hai cục tiềm năng anh em ơi. Hai cục tiềm năng cho giờ đang ngày chính anh em ơi. Chủ đại hộp sát thủ giảm. Ồ, lần mày bót trong này ít dữ. Lấy mỗi cái một cái à, gần 500 cái rồi nè. Gần 500 cái à. Hello anh em mới vô nha mọi người ơi. Kính chúc anh em buổi xem video vui vẻ nè mày. Hiện tại Khải đang anh em mình câu chúc tài lộc Evan Sui nè. Và hơn 10 cao su kèm với ít điểm ca, ít điểm trong kia nha mọi người. Thì chúng ta tương đương khoảng tầm 12 ca su á. Thì đã xem được ra gì nha nè. Chút mắt thì hơn 500 cái rồi. Chỉ có những vài bình tiền thổ lộ. Mấy cái điểm này thì không yên thua đâu. Mấy cái này vứt rồi, vứt rác. Tiền thổ lộ nữa. Đục, cần 2 cục tiềm năng. Cần 2 cục tiềm năng. Cần 2 cục tiềm năng. 2 cục tiềm năng nè mấy. Một lần bài boss. Mất 2 con lần bài boss rồi. Thám dữ trời. Bữa anh con kia đến 9 cái lần, 10 cái lần bài boss lận. Ây da, sao nhỏ dữ vậy cha. Ôi, hết còn 700 cái rồi. Vẫn chưa thấy thu hỏi gì nha anh em ơi. Sợi. Quá trụ đại. Đừng hãy lóc vào lon lên cho nó lấy đồ ơi. Ồ sao toàn quốc tử không người ta. Thiên sơn, thiên thổ lộ. Đại lực. Còn 200 cái hơn.
Tiềm năng nào, tiềm năng nào. Mình vẫn cần hai cục tiềm năng nữa mày. Đỡ phải đi mua nữa mày. Một lần bài boss. À còn hai cho mấy cái à. Ôi, bốn lần bài boss. Đây rồi, được một cục nè mày, có cái một cục nữa rồi, một cục nữa. Ra nè mày, cái này mua một kim á nè. Mặt nạ. Thêm cục tiềm năng nữa coi, What the? Thằng lóc con nằm đọc lên lấy bất đồ à. Này, ôi, xin đi đạt rồi. Vãi đạt. Mới lóc vô rất đít nào em ta. Bây giờ phải lóc ạc hay cất bớt cái đồ à. À đừng còn tiềm năng luôn nè. Nên muốn không may mắn. Để lấy chính luôn rồi. Phụ nó không vô được lấy chính luôn rồi. Cho nó mong thấy. Tiếp nó vô một phụ xong. Này được ít đồ này, thuốc tiên này cho chín cắn luôn. Rồi chuẩn bị coi thu được gì đây. À, cục này tiềm năng này, một kim này, bốn lần mày boss là 400 xu là kim tư này, tiền thổ lộ này một, rồi mới tên tiền thổ lộ này, tiền thổ lộ tầm này 20 xu một bình nha đây, 20 xu một bình. Coi được mấy bình này. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 mình tiền thua lộ 160 xu à, 160 xu à, ít nha. Trăm sáu và trăm sáu là K4 đoạn K5 K6 này, cái này 30 xu, mấy này rẻ lắm nè mày, cái này 400, 30 xu thì nay nhiêu đây được 200 nữa. 6 7. Rồi tất cả lấy được 2 kim này, được 2 kim này. Như tinh thần 100 xu nữa này, 2 kim 1. 2 kim 1. Sát thủ giảm. Đại lực để cho anh em trong bang đánh này, công thành này. Rồi, nhiều đó được 2 kim 1 nha nè. 2 kim 1 với cá nhân này được 150 xu ở đây. 2k2 50. 2k2 50. Rồi, ok, tiếp tục mở tiếp nha nè. 2k250 này. 2k250. Ủa sao đứng trên mây hết não dữ ta. What the hell, nãy là nhớ chỗ này, đoạn này là cái cầu rồi nè. Vái cái đám. Ok, cỡ nó đi nè mày, bỏ nó qua bên này. Giờ mình tiếp tục ăn thêm à. Được 2k2 rồi, cố lên. 2k3 đi, cho 2k3 đi. Bao nhiêu nữa không? 100 cái cuối cùng. Mặt nạ thủy tinh. Trời ơi, thủy tinh tầm này cũng thủy tinh nữa. 2k4 rồi, 2k3 đây. 20 cái cuối cùng. Quan trọng cái cuối cùng rồi nè em ơi. Càng khôn đồ ăn băng này nọ là cái vật phẩm cuối cùng rồi nè em ơi. Đủ chỗ không nè? Không đủ chỗ biết ngay mà. Thì tên thì 50 xu. Trời, như này được 150 nữa. 150 nữa, 2k4. Sát thủ giảm, 2k4, cái mảnh này 100 xu một mảnh nè. 2k7. 2k7. 2k7, bỏ cái này để chống rương. 2k7 nha nè. Rồi. Mấy tiền thủ lội với bình Phú Dân Đài, cái gì? Quốc Tử Đài nữa, 2k8. Rồi ok, hết 2k8 này. Mở cái này được phải qua mở chính khai mở khai nút. Rồi rồi khu cái cuối cùng nè. Hiện tại trước mắt đã thu được 2 kim 8 rồi nha Nam. Sơ sơ tính sơ sơ thôi, mình không có tính kỹ nè. 2k8 nè. Hui. Ăn ban đường quốc, ăn ban đường quốc. Như đây 2k8 này cũng như đây. Bí tịch 5 điểm tùm năng. À ok, cũng này được kim nè. Rồi giao dịch, thử giao dịch đồ tiếp theo nè. Tiếp theo cho anh em xem nha. 2k8 rồi nha. Rồi cái này quyển 3
5 điểm tiềm năng, khoảng 1 kim này. Là 3 kim 8 này. Đó. Cộng cái này 200 xu. 300 điểm kinh nghiệm 200 xu bằng 4k. Càng khôn lúc này 3 kim. Anh em mình ra này giá nó rẻ nè mày. 4k cộng với 3 kim là 7 kim. Mảnh trang bị lân tiệc cái này là 200 xu ơi. 200 xu, 3 kim 4. 4 kim 4 chứ. 7 kim 4 chứ. Ủa, 7 kim chứ 7 kim 2 chứ. 7 kim với lại cái đó 200 là 7 kim 2. 7 kim 2. Bảo rương trang bị hiệp quốc nhu tình cái này 400 xu. 400 xu 7 kim 6. Học quà may mắn, quà may mắn. Bộ này tí nữa Khải sẽ thay đổi cho bộ cũ ha. Khải lấy bộ mới vậy nè, Khải lấy bộ mới. Ồ, bộ này không giao dịch được, không giao dịch được lại đỡ lại luôn. Kháng cả năm nè, bộ mới nè, trang sức nè, tí nữa Khải đưa thêm cái mới, cái cũ. Khải sẽ đưa lại cho một bộ. À, được cái pháo Tết Dương Lịch nè, bên trong có những vật phẩm Tết Dương Lịch. Lệnh bài sự kiện boss đại, cái này được một boss tiểu nè, boss tiểu này chắc khoảng 500 xu. Rồi, cần 500 xu nè. Cần 500 xu nè, bộ trang sức 500 xu nữa nè. Rồi, 8 kim 6. Đau sáng, không yên thua. 8 kim 6. 300 cá nhân nữa nè. 300 cá nhân là 8 kim 9. 8 kim 9. Rồi, có vẻ lỗ rồi nè mà. 8 kim 9. Ok, hộp quà may mắn nữa nè. Hộp tổ phiến này 400 xu nữa nha nè. Mình sẽ mở cho anh em xem. 8k9 cộng 14 xu là 9k3. Rồi, hết rồi đó. Được ít cá nhân. Ok, Khải mở hai cái này thực ra gì nữa nha. Mong chờ và hai cái này ra phi phong rồi nữa mày. Cái hộp quà may mắn này kèm với cái pháo Tết Dương Lịch này. Ra phi phong là ăn ban nhu tình đừng quốc ơi. Chưa, con ngựa em ơi. Người này cho em mang thôi chứ làm gì đâu. Người này được 15 ngày nè. Người này 200 xu á. Cộng 200 xu nha, mà đỡ lại ạc mang như nào, không bán nha. 9k5. Hui. Chưa, lần bài bot 100 xu nữa, 9k6. Rồi, lỗ nha Nam. Lỗ. Lỗ khoảng 3 kim. Nói chung là cũng được, tương đối, lên được 2 cấp. Đây, mấy cái này đỡ lại. Cái này bạn hỏi đã đi nộp này, nó có người nộp chưa? Hai năm tám. Ok, có phẩm nộp này. Ok, rồi con người này Khải đỡ lại cho này, được Khải lấy cái trang sức nữa, rồi trang sức có thừa. Tính ra anh không có mang vô tình mình hơi đen nha. Anh em khác anh có ăn băng nhu tình là rất đầy, mình không có gì hết. Mình hơi nhỏ luôn nè. Chung là tổng thở thì mình ăn lỗ khoảng 3 kim rưỡi. Lỗ khoảng 3 kim rưỡi. Không có lời nha nè. Úp được 2 cấp cho Ác Thiếu Lâm này, vừa chọn 2 cấp luôn, quá đỉnh luôn. Rồi, nạ nè. Nè. Nè mới nè. Mà phải cho nên trong bàn thì mấy cái trang sức nè boss. Rồi từ từ giao dịch qua cái mặt nạ. Kháng cả 5. Con ngựa kháng cả 3 nó được thêm 8 kháng cả nè. Đó, được thêm 8 kháng cả nè. 1 nè. Hai đó. Đây vứt rồi. Cái cuốn này thừa. Ai lai lai nhiều quá. Đã bắt sáng rồi, bắt hết rương rồi. Phi tóc à, ok. Tóc này đã lại phát anh em đánh công thành. Cần lúc đó sẽ phát. Rồi ok. Xong. Được 2 cấp. Rồi coi anh chính thử nào, anh thêm cái này được không? Thêm này xíu coi. Nếu không được thì sẽ đưa vào còn lo anh tiếp.
như này ngọc rồng à, ok anh chính ăn được nha mọi người. Bây giờ Khải chuyển qua anh chính để em xem nè, Khải mấy cái túi này thử nó ra cái ăn ban định quốc không nè. Cắt qua bên này này. Bây giờ chúng ta sẽ ăn cái ngọc rồng rồi vẫy rồng rồi các kiểu này nè. Bỏ này qua đây xem. Anh tất cả được 4 lần bài boss rồi mà thảm cơ nhỉ. Cái khui máy kia luôn. Cái tóc là lực này nọ nữa. Nên đánh không thật. Rồi. Rồi, hiểu đâu cái quan trọng này. Đây. Cái hộp linh vật năm mới nè. Đấy, cái này khá chủ yếu phải lấy cho chính cắn nè. Lấy kinh nghiệm nè. Đó. Chúng ta sẽ có những thứ như là đầu rồng, ngọc rồng, đuôi rồng. Đó. Khui hết ra. Mấy cái đồ này sẽ ra ăn ban đó nè, ăn ban định quốc nhu tình đó nè. Chủ yếu lấy chính cắn nè. Khui ra, khi nào ăn mắt thì giao dịch bài kia ăn tiếp. Đây, 50 mấy hộp được 20 cái đuôi rồng, 20 cái nhục rồng và 8 cái đầu rồng và 12 cái chân rồng và 8 cái mình rồng, cắn nè. Đã sử dụng 20 lần, ok sử dụng 20 lần thì Khải sẽ quất lại cu lửa nó cắn lấy kinh nghiệm. Đã sử dụng 20 lần rồi, bỏ qua nè. Này được 20 triệu kinh nghiệm đó. Vui nè. 50 triệu, cái này được nhiêu? Cái này được 50 triệu kinh nghiệm luôn nè Nam ơi. Ồ thiếu 4 cái. Ồ cái này mấy cái à? 13 cái thiếu 7 cái. 17 thì 19 cái thiếu 20, thiếu 1 cái. Anh bạn đừng mất vô tình đâu. Trời ơi không có luôn Nam ơi. Sao mình thấy anh em anh ra quá trời mình không có gì hết ta. Nhỏ gơ luôn nè. Rồi ok. Có vẻ như mình hơi đen này mà. Rồi cô lượng ăn xong rồi đúng không? Rồi. Và mấy cục này hôm trước Khải ăn chưa ta? Mát rồi, cái này phải chờ 20 ngày sau Khải bán được 1,5 tỷ nữa nè mà. 20 ngày sau bán được 1,5 tỷ nữa. Rồi. Nói chung thì ăn xong event này thì Khải bị đơn giản là không có đồ gì nhiều, lỗ 3 kim năm nha nè. Và trước khi lỗ chúng ta sẽ khui tối phiến nè, xem thử ra tối phiến mấy nè. Coi lời thì lỗ nè, thạch anh nè. Tối phiến 1. Bọn anh thô tím, tím một nữa, tổng rác này. Có tiểu. Bánh cái này bữa trước cả cho anh em rồi, không có bán luôn. Rồi khui nè, nhu tình rồi, hiệp quốc nhu tình. Khui, chơ. Tình hiệp, nhu tình, như chuyện nhu tình sẽ đa vãi. Cái này mát rồi, cái này mát đỡ bán rồi. Ôi lần này không có thiên sơ tuyệt liên. Không có. Không có cái kia luôn. Nhỏ nha, lần này con này hơi đen nha, không có đồ gì luôn em ơi. Rồi được mỗi cục thêm này nè. Lỗ rồi, lỗ nhiều. Rồi, cũng được chính rồi. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video của anh Vinh vừa rồi. Thì đừng quên để lại cho Khải một like, sẽ ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Và hãy xem live trực tiếp của Khải vào lúc 7:30 tối hàng ngày nha mọi người. Ok, bye bye mọi người. Hẹn anh em tối gặp lại nha. Khải cũng xin phép một buổi live trưa này luôn nha anh em. Hẹn anh em tối gặp lại nha anh em. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.